Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Trong cái giao diện đặt lệnh quỹ của Techcom Security thì anh chị sẽ thấy có ba cái loại lệnh đúng không? Thứ nhất đó là lệnh thường, thứ hai đó là lệnh tổng hợp và thứ ba đó là lệnh phân bổ. Thì sau đây thì tôi sẽ chia sẻ chi tiết với anh chị từng cái loại lệnh để anh chị hiểu và nắm rõ. Trước hết cái lệnh thường thì quá đơn giản rồi. Tôi đã chia sẻ ở rất nhiều các cái video về cái hướng dẫn đặt lệnh, thì đây là một cái lệnh thông thường nhất. Thì nó sẽ có hai cái điểm lưu ý, đó chính là thứ nhất là các cái loại trái phiếu rồi số tiền đầu tư thì chúng ta có thể đặt với cái mức là số tiền tối thiểu là 10.000 đồng, và thứ hai nữa là chúng ta sẽ có thể đặt lệnh định kỳ dựa trên cái số tiền mà chúng ta đã đầu tư lần đầu đó. Và cái lệnh định kỳ thì chúng ta có thể là đặt tháng và quý nhé. OK, đến cái lệnh thứ hai đó chính là lệnh tổng hợp. Lệnh tổng hợp này thì được hiểu như thế nào? Lệnh tổng hợp này thì chỉ áp dụng với quỹ TCF là quỹ đầu tư trái phiếu thôi. Và cái lệnh tổng hợp này thì nó khác gì với lệnh thường đúng không ạ? Thứ nhất là anh chị và các bạn sẽ đặt lệnh ngay được. Tức là cái ngày hôm nay anh chị sẽ mua với số tiền là tôi ví dụ là 10 triệu đồng chẳng hạn. Và anh chị đặt thêm một cái lệnh nữa là gọi là lệnh định kỳ. Định kỳ này thì hàng tháng hoặc hàng quý đúng không ạ? Nhưng mà cái lệnh định kỳ này thì anh chị có thể sửa được là số tiền. Tôi ví dụ như là tôi chỉ mua 8 triệu thôi chẳng hạn. Đó. Và tôi có thể sửa cái ngày là tôi không phải là mua ngày mùng 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 9 tháng 3 mà tôi mua ngày 12 tháng 3 chẳng hạn. Đó. Thì rõ ràng là đây là lệnh tổng hợp, tức là tổng hợp cái lệnh đặt ngay và lệnh định kỳ nó khác nhau. Đó. Thì rõ ràng nó khác lệnh thường đúng không ạ? Lệnh thường thì lệnh đặt ngay và định kỳ thì là cùng một thông tin là số tiền và ngày. Còn lệnh tổng hợp thì anh chị có thể là khác nhau. Đó. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến một cái lệnh thứ ba nữa là chính là lệnh phân bổ. Cái lệnh phân bổ này tôi sẽ chia sẻ với anh chị nó khá là hay. Tôi chưa thấy một cái bên nào nó có một cái loại lệnh mà sẽ tổng hợp cho anh chị ba loại quỹ là quỹ trái phiếu, quỹ cổ phiếu và quỹ FlexiCap. Trước hết thì anh chị sẽ phải có một cái mục tiêu cho mình. Thứ nhất, bước thứ nhất là anh chị sẽ đầu tư bao nhiêu tiền. Ví dụ tôi ví dụ là 10 triệu, đúng không ạ? Và sau đó thì hàng tháng hoặc là hàng quý anh chị sẽ đầu tư là bao nhiêu, hoặc là không chọn nữa, không 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 đầu tư gì cả mà chỉ đầu tư một lần này thôi. Đó. Thế thì chúng ta sẽ ví dụ như là 20 triệu đi, đúng không ạ? 20 triệu. Sau đó thì chúng ta sẽ đến một cái bước là bước phân bổ. Thì hiện tại Techcom Security thì họ có bốn cái nhóm phân bổ cho anh chị là bảo toàn vốn, tích lũy, ổn định và cân bằng và tăng trưởng. Nó sẽ theo cái tỷ lệ là rủi ro thấp đến rủi ro cao. Thế thì ngoài cái việc là cái tỷ lệ phân bổ của Techcom như thế này, anh chị có thể thấy này, đấy, tỷ lệ phân bổ của Techcom như thế này. Anh chị cũng có thể tự tạo cho mình một cái cấu trúc phân bổ riêng. Tôi ví dụ như là tôi không phân bổ là 70% mà tôi muốn phân bổ 80% vào quỹ cổ phiếu, và tôi muốn phân bổ là 5% vào quỹ FlexiCap, và tôi muốn phân bổ là 15% vào quỹ trái phiếu chẳng hạn. Đó, tôi sẽ ra một cái hiệu quả là 9.5%. Đấy, thì sau đó thì bắt đầu là tôi sẽ tích lũy trong vòng bao lâu. Tôi thực hiện là giai đoạn là chúng ta sẽ đầu tư tích lũy, ví dụ tôi ví dụ như 5 năm thôi, tôi đặt mục tiêu thế thôi. Và bây giờ thì tôi sẽ ấn đặt lệnh ngay. Đấy, anh chị có thể thấy không? Thì nó sẽ ra được cái tỷ trọng phân bổ này. Đó. Đấy, như vậy là anh chị có thể thấy là các cái lệnh đặt ngay và lệnh đặt định kỳ nó đã hiện rất là rõ ra đây rồi đúng không ạ? Sau khi mà mình phân bổ số tiền rồi, phân bổ tỷ trọng đầu tư. Đấy, và thời gian đầu tư. Bây giờ đến một cái bước là chúng ta nhập cái mã giới thiệu của mình 105 C041670. Khi nhập cái mã này thì anh chị sẽ được TCBS họ tặng cho 0.1% trên giá trị giao dịch lần đầu, và anh chị sẽ vào đặt lệnh nhá. Đấy, và xác nhận lệnh này. Đấy, anh chị sẽ xác nhận hợp đồng này. Đó, và nhập cái mã OTP. Cái việc nhập mã OTP này thì tôi giới thiệu ở cái video màn hình bên cạnh này, nó rất là đơn giản như vậy thôi. Không có gì cả, và anh chị xác nhận là xong. Như vậy là tôi đã vừa chia sẻ với anh chị các cái loại lệnh đầu tư chứng chỉ quỹ TCBF gồm có ba loại lệnh: lệnh thường, lệnh
tổng hợp và lệnh phân bổ để giúp anh chị dễ hình dung hơn trong quá trình mà chúng ta đặt lệnh. Xin cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều.